Winnie, bây giờ mang mẹ cho Winnie cái này nha. Thật nè, với lại một viên sô-cô-la nha. Ok, nhưng mà với một điều kiện nè, bây giờ mami lên lầu mami lấy đồ, khi nào mami xuống thì Winnie được ăn nha. Chờ mami một phút thôi nha, không được ăn nha. Mami đi lên lầu một chút xíu, mami xuống liền đi, chờ nha. Khi nào mami xuống thì con mới được ăn nha. Chờ mami mà. Hả? Trời ơi, nút giải trời. Ok, ăn đi. Ăn rồi hả? Ăn gì vậy? Ủa, ăn cái khác nè. Mission complete.